nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về hai mẫu tượng gỗ về cụ Bồ Đề Đạt Ma. Như quý vị thấy thì trên này là một mẫu Đạt Ma lũa gỗ rổi, một trong những mẫu Đạt Ma lũa cực kỳ độc đáo. Về kích thước của mẫu này thì cao lên đến 2m02 và rộng 55, sâu là 35, và báo giá thành cho quý vị luôn trong video ngày hôm nay là giá là 11 triệu đồng. Quý vị nào mua sẽ được bao cước vận chuyển và kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi thanh toán. Ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hai mẫu Đạt Ma, và hiện tại chúng ta đang theo dõi mẫu đầu tiên. Về mẫu này thì được đục chạm phần chi tiết là phần mặt của Bồ Đề Đạt Ma, và phần tay, trên tay thì có cầm một chiếc gậy. Mẫu này cao lên đến 2m02 cơ. Và như quý vị đang thấy thì tôi đang chốc góc máy quay về phần bàn tay của ngài Đạt Ma đang cầm chiếc gậy. Các chi tiết ở phía bên này thì đa số trong cái mẫu này chỉ là lũa là nhiều, chỉ được đục chạm về phần mặt và một số chi tiết về phần tay thôi ạ. Đối với mẫu này là một trong những lũa mà gỗ rồi có một cái màu tông màu rất là hài hòa, và đối với mẫu này quý vị có thể trang trí trong các cái không gian phòng nó rộng bởi vì kích thước nó khá là cao. Là một trong những phôi gỗ lũa rất là độc đáo. Đây là check về phần hai bên của cái mẫu tượng gỗ này. Quý vị nào muốn mua mẫu tượng Đạt Ma lũa gỗ rổi này hãy liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Văn Sáu qua số điện thoại 0968152070 và 0972282070 để được liên hệ tư vấn và đặt hàng. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với mẫu số 2 trong video ngày hôm nay. Một đoạn giới thiệu ngắn trong đầu video thì chắc hẳn quý vị đã thấy được một số chi tiết về mẫu tượng gỗ tiếp theo. Đối với mẫu tượng gỗ tiếp theo là mẫu tượng Đạt Ma khất thực được làm trên chất liệu gỗ rổi. Và mẫu này thì có kích thước là chiều cao 99, chiều rộng 44 và chiều sâu là 22. Giá niêm yết của Đồ Gỗ Văn Sáu hiện tại đang bán mẫu này là giá 6 triệu đồng. Về các mẫu tượng Đạt Ma thì có ý nghĩa phong thủy là trấn trạch rất là tốt, và như quý vị thấy thì thần thái Đạt Ma thì lúc nào cũng đi chân trần và khoác áo choàng. Bồ Đề Đạt Ma là một vị Phật mà có xuất xứ từ bên Ấn Độ và có sang bên Trung Quốc để phát triển về đạo Phật, và là người đã lên núi Thục Sơn và sáng lập ra chùa Thiếu Lâm và với môn phái là Thiếu Lâm, là một trong những người đã tạo ra nghiên cứu ra về võ học là 72 tuyệt kỹ và là một vị thiền tông chính thống của Phật giáo.
xếp vào thứ 28 trong Phật giáo. Và sau 9 năm diện bích thì Phật Bồ Đề Đạt Ma đã tu luyện và nghiên cứu ra về các môn phái khoa học để tạo nên môn phái Thiếu Lâm rất nổi tiếng về sau này. Ngoài mẫu Đạt Ma khất thực thì còn có mẫu Đạt Ma Quá Hải, là một trong những cái mẫu Đạt Ma mà được khắc họa hình tượng Đạt Ma vượt sóng Trường Giang, một trong những mẫu cũng khá là nổi tiếng. Và chúng ta hãy cùng check về mặt sau của tác phẩm Đạt Ma khất thực. Về mặt sau như quý vị thấy thì không có được đục chạm quá nhiều, chỉ được chạm những chi tiết cần thiết, ví dụ đường và đám tà áo ở phía đằng sau. Thì trong một video ngắn ngày hôm nay thì giới thiệu cho quý vị hai mẫu Đạt Ma sư tổ được làm trên chất liệu là gỗ rổi, một mẫu là lũa của gỗ rổi. Quý vị nào mua liên hệ ngay đồ gỗ Văn Sáu qua số điện thoại tôi đã ghi ở trên màn hình. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.